business development cho công ty EM&AI. Thì EM&AI với cái phương châm là đem đến cái giải pháp voice AI dành cho contact center, thì bên em với cái mô hình là muốn tạo ra một cái AI self service platform cho doanh nghiệp để làm như thế nào tự động hóa 80% các cái công việc liên quan tới contact center, cũng như là dùng đánh giá được 20% nhân sự còn lại đang hỗ trợ cho doanh nghiệp. Dạ, thì tất nhiên là cái bài toán contact center luôn luôn là pain point của rất nhiều doanh nghiệp hiện nay. Thì thứ nhất chính là việc cái manual process, cái quy trình thủ công mà nó hạn chế rất là nhiều trong cái việc hỗ trợ khách hàng. Rất là nhiều lần chúng ta đã từng gọi tới contact center nhưng mà lại không có ai nghe máy cả. Thứ hai, có nghĩa là 98% lượng dữ liệu hiện nay thì các doanh nghiệp đang bỏ phí, tại vì thường người ta chỉ đo được là lượng thời lượng cuộc gọi trung bình là bao nhiêu, hay là thời gian khách hàng chờ là bao nhiêu, nhưng người ta không biết chính xác nội dung khách hàng đang nói trong đó là điều gì. Và thứ ba nữa là cái chi phí vận hành cho cái bộ phận mà quality assurance đảm bảo cái chất lượng của contact center hiện nay là khá cao. Theo một cái khảo sát đó, thì 7/10 các cái doanh nghiệp khi được khảo sát, người ta nói rằng chính cái giải pháp voice analytics nó sẽ giúp cho cái việc nâng cao trải nghiệm khách hàng cũng như là đem đến những cái sự khác biệt về chuyển đổi doanh thu. Chính vì vậy mà em này đem đến một cái concept, đó chính là bên em sẽ dùng giải pháp sản phẩm thứ nhất, nền tảng thứ nhất gọi là virtual agents, và nền tảng thứ hai gọi là virtual QC để tự động hóa cho doanh nghiệp. Nhiệm vụ của nền tảng virtual agents đó chính là xây dựng ra những cái trợ lý ảo virtual agents tương tác với khách hàng thông qua hai kênh là voice và chat, để cho các khách hàng này có thể tự hỗ trợ bản thân mình thông qua các kênh khác nhau. Đồng thời thì cái trợ lý ảo này thông qua tính năng hybrid chat, nó có thể học được từ những cái cách phản hồi của khách hàng cũng như là các phản hồi của nhân viên đối với khách hàng đó khi mà được chuyển live về, nó không dừng lại như những cái nền tảng khác. Và cái phần còn lại là gì? Đánh giá những năng lực của những cái nhân sự agents mà người ta đang hỗ trợ khách hàng, thì bên em sẽ sử dụng sản phẩm thứ hai gọi là Virtual QC. Nó sẽ tích hợp rất là nhiều cái công nghệ mới hiện nay về AI, nhưng mà cái đặc điểm của bên em là bên em đã tập trung vào cái dữ liệu AI voice telephony data của contact center để đưa ra những cái model AI chính xác nhất. Thì đối với đầu tiên, đối với cái platform là Virtual Agents, thì bên em sẽ đưa ra cho khách hàng khá là nhiều tính năng khác biệt. Thứ nhất là bên em hỗ trợ cả voice và chat để khách hàng có thể tự tiện sử dụng nhiều cái trong nhiều use case khác nhau. Giả sử như các anh chị đăng ký sử dụng tài khoản của một ngân hàng thông qua chatbot, nhưng mà sau đó một chatbot sẽ gọi lại để check lại xem thử là thông tin đã chính xác chưa. Nếu mà anh chị cảm thấy không chính xác thì mình có thể thay đổi thông tin thông qua chatbot này. Thứ hai là khả năng context management nhờ vào công nghệ là natural language processing, thì bên em sẽ đảm bảo được ngữ cảnh thông tin của khách hàng để giải đáp được những cái trường hợp mà khách hàng thay đổi thông tin, hay là người ta có thể tự nhiên đang không trong cái luồng trả lời người ta bỗng dưng đặt ra một câu hỏi, thì trở ra còn có thể hỗ trợ được thông qua tính năng context management. Thứ ba là common entity recognition, nó rất quan trọng bởi vì đây là tính năng có thể giúp cho các doanh nghiệp người ta lấy được những thông tin như là tên, số điện thoại, email, địa chỉ của khách hàng, kể cả là khách hàng ở miền Nam hay là miền Bắc, cái cách thức mà mình viết cái địa chỉ nó rất là khác nhau thì hệ thống vẫn có thể nhận diện ra được. Thứ tư chính là hệ thống hybrid chat active learning như em đã nói, thì nó sẽ lưu lại cái lịch sử trò chuyện giữa agents và khách hàng, để sau đó thì nhân viên trainer, cái người mà đào tạo cho bot, người ta có thể cân nhắc xem thử là người ta có muốn sử dụng cái dữ liệu đó để đào tạo cho trợ lý ảo hay không. Và đồng thời thì như những cái hệ thống mà để cho xây dựng một cái trợ lý ảo phát triển, thì bên em cũng sẽ phân tích cái hành vi khách hàng xem thử người ta quan tâm cái chủ đề nào, người ta muốn nói chuyện về những chủ đề nào để doanh nghiệp có thể tối ưu những cái sản phẩm đưa ra thị trường. Cái nền tảng thứ hai mà em đề cập tới chính là Virtual QC. Thì khi nãy em thấy là có một anh đây khách hàng khá là quan tâm tới việc sử dụng voice analytics cho contact center, thì đây cũng là một thế mạnh rất lớn của bên em. Thì bên em đã tối ưu dữ liệu lấy từ contact center để có thể đưa ra những cái tính năng như là real time call monitoring. Bên em sẽ sử dụng công nghệ là speech to text và speaker data relations để mà tách ra cái nội dung của nhân viên nói là gì, khách hàng nói là gì, và nó có thể xử lý được cho cả trường hợp âm thanh nén, tức nghĩa là đã mono channel, đã được gộp lại với nhau. Thì bên em sẽ dùng speaker diarization để biết được là ai là người nói cái gì, để khi mà doanh nghiệp người ta customize cái bộ scorecard KPI của người ta vào trong hệ thống á, thì hệ thống sẽ biết chính xác là ok, cái câu đó là tôi sẽ check vào cái scorecard này.
insurance người ta muốn còn đang vào. À, ngay chỗ này nè, lần sau em đừng nói ok với khách hàng như vậy, nó không có lịch sự lắm. Thì người ta có thể còn đang vào và từ đó agent người ta học được từ chính cái lỗi sai mà họ mắc phải. Thì với những cái tính năng như vậy thì em tin chắc là sau một thời gian thì các bạn agent sẽ có thể cảm thấy thoải mái hơn, có thể tự tin hơn rất là nhiều khi mà các bạn hỗ trợ cho doanh nghiệp. Thì những cái công nghệ và sản phẩm này được xây dựng từ 4 cái công nghệ chính. Thứ nhất là speech to text, thứ hai là natural language processing. Thì natural language processing nó sẽ như một cái bộ não dành cho AI vậy đó. Nếu chỉ có speech to text hoặc nếu chỉ có text to speech thì hầu như là bot nó sẽ dựa trên keyword và nó không thực sự hiểu được khách hàng. Thứ ba là sentiment analytics, thì hiện tại bên em đang base dựa trên ba cái tông là positive, neutral và negative. Nhưng mà sau này thì bên em sẽ chuyển qua cách là thang độ để có thể nó chính xác hơn, nó tăng cao hơn cho cái việc đánh giá sentiment analytics. Thì đối với phần này thì bên em cũng đã xây dựng một cái bộ gọi là analytics trong complaint analytics, tức nghĩa là khi khách hàng người ta complain về những chủ đề nào thì bên em sẽ đưa ra những cái topic, những cái keyword để cho các doanh nghiệp biết là người ta đang tập trung vào complain về điều gì để doanh nghiệp người ta có thể nhanh chóng khắc phục. Thì đối với cái market thì bên em tập trung vào phục vụ đầu tiên là cho hơn 50 cái doanh nghiệp về business process outsourcing. Tại vì Việt Nam á, là quốc gia 6/20 quốc gia mà đang rất phát triển về lĩnh vực là outsourcing contact center cho Việt Nam cũng như là trong nước. Thì cái thị trường này khi mở rộng ra nó sẽ là thị trường voice analytics, có một cái tiềm năng rất là lớn. Cái điểm khác biệt của em và anh em đã đề cập chính là bên em rất tập trung vào việc phát triển model AI cho contact center, thì nó có thể tối ưu được, nó có thể customize được. Thì hiện tại thì bên em đang có hai phương thức chính tập trung phát triển thị trường. Thứ nhất là direct sale và thứ hai là revenue sharing đối với các đối tác là BPO. Thì bên em sẽ thông qua các cái đối tác này để đưa cái sản phẩm này đến với các customer với giá không đổi. Hiện nay thì bên em cũng đã trở thành partner với các cái BPO theo cái trào lưu mới, ví dụ là Stringy, Cofon, và cũng đã làm việc với Genesis để trở thành partner của họ. Thì dù mới chỉ ra mắt thị trường trong vòng 6 tháng gần đây thôi, nhưng mà cái những cái nền tảng do M&AI đem lại thì cũng đã nhận được sự quan tâm của thị trường. Thì đội ngũ của team M&AI bao gồm tiến sĩ Mai Hồng Long cũng là co-founder của dự án, thì anh chuyên về cyber security cũng như là phát triển ngôn ngữ tự nhiên NLP về team AI. Thứ hai là anh Lê Ngọc Tuyến có hơn 20 năm kinh nghiệm về phát triển thị trường và kinh doanh cùng với đội ngũ consultants và phát triển sản phẩm. Thì về traction của MAI thì chỉ sau 6 tháng ra mắt thì bên em đã thu được nguồn doanh thu là hơn 57.000 đô, và hiện tại thì đang làm việc với hơn 20 opportunity nữa để có thể chốt xe và cho ra hợp đồng vào đầu năm tới để có thể nâng cái mức doanh thu này lên. Thì hiện tại bên em cũng đang tìm nguồn vốn đầu tư cho vòng tiếp theo là vòng Series A, và trước đây thì MAI đã gọi được hơn 800 năm. Chính xác thì gần đây nhất em xin update là gần 1 triệu đô cho phần capitalization, và bên em sẽ sử dụng cho cái nguồn vốn sắp tới bên em cũng gần 1,5 triệu đô, và sẽ tập trung vào việc thứ nhất là 50%